Thôi em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và trong video này ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cửa sở 2 giúp em các nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác. Vâng, ngày hôm nay em sưu tầm được vài cặp loa full 30. Đấy, dòng của Sika Audio. Đấy, dòng này thì nó là sản xuất tại bên Italy. Và tất cả các linh kiện của nó nhập Italy hết cho nhá. Và bát 30, ba quay nhá, thùng quét rất là đẹp. Và đây là hàng sưu tầm không nhá. Xin lưu ý tất cả các bác là bên em bán chuyên về hàng sưu tầm. Nên là những cái hàng mà phải thật đẹp, đấy, chất lượng thì bên em mới làm. Còn những cái dòng mà tầm tầm thì bên em ít làm á, nhất là loa full các nhá. Thì ở đây thì em giới thiệu các bác đây loa full của nó, con này con tên là LK1203. Đấy. Thì làm ngày hôm nay thì em sưu tập được cả hai loại vào đời trước và đời sau cho anh em luôn. Đấy, đời trước và đời sau để cho anh em xem cái video cận cảnh cho anh em xem và nó sẽ khác nhau như thế nào. Và trước tiên là em sẽ thử tiếng cho bác luôn. Thứ nhất là vào dòng loa ba quay thì bao giờ nó cũng đưa ra cái chất âm nó đầy đặn hơn và nó chi tiết hơn. Vì con bác nó chuyên làm nhiều vụ bác rồi, chung nó chuyên về là trả lời và con chép nó chuyên về chép, nó rất là hay. Đấy, nó giảm thiểu cái độ ong tiếng, đấy, độ chói tiếng. Thì những cái dòng như này thì hát karaoke thì nó rất tuyệt vời. Nhưng quan trọng là cái dòng ba quay thì nó ít xuất hiện trên thị trường và nó cũng rất là đắt, thôi nhá. Thường thường những cái dòng loa ba quay với hai quay thì nó chênh lệch nhau cũng cả một khoản khá tiền đấy các bác nhá. Và cái bây giờ em sẽ test cho bác chất âm của nó luôn. Để cho bác nha, tiếng của nó luôn. Lên 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lên 6, 1, 2, 2, 6, 7. Lên 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lên 6. Tiếng nó rất là sạch sẽ, rất là ngọt. Các bác nhá. Nhất là sản phẩm này được nhập khẩu bát chép chung hoàn toàn từ Italia các bác nhá. Đấy. Và rất tiếc là cái dòng này thì em không sưu tầm được nhiều, nó chỉ có vài cặp thôi. Đấy, và em sẽ sưu tầm được cả hai loại luôn. Đấy, một loại loại bát màu xanh xinh dương này và một loại là cái ra bảy màu này. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi cụ thể cho bác luôn là về chung ấy thì là con chung con chép này nó đều như nhau, thôi nhá. Chung chép thì hai loại này đều như nhau, thôi nhá. Hai chung này. Đấy, chung 16 các bác nhá. Chung 16. Đấy. Chung 16 và chép đây. Đấy, chép họng cũng 16 luôn, các bác nhá. Thì cái dòng này thì màng như hệt như nhau, nhưng nó khác nhau cái màu của cái tem này là một. Đây, các bác nhìn là kỹ này. Con này này là đời sau các bác nhá. Con kia là đời 2016, còn con này là đời 2020, các bác nhá. À mưa. Đúng rồi, con này là 2020. Con đời 2020, con này thì em đâu có đọc thông tin của nó rồi, đời 2020. Đời nó mới hơn một chút, các bác nhá. Thì phân tần thì dòng này nó là dùng bằng cái bảng mạch xanh 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 dương này. Đấy, và cũng bốn cuộn cảm các nhá, bốn cuộn cảm. Đấy, tu thì tu phăng si rất đẹp. Đấy, đây đầu tiên là như thế. Em sẽ sang đến con đời 2016 này. Con này thì đời nó sản xuất trước một chút. Hai cái bát y hệt nhau, cũng khác nhau cái gì cả các nhá. Tất cả y hệt nhau, chỉ khác nhau cái tem thôi đó. Và những dòng này thì nó là dùng xương sắt rồi. Và những dòng xịn thì thường thường nhập khẩu từ Italia, nó sản xuất xương sắt rất là nhiều. Đấy, thì đây mặt mũi cũng giống như hệt nhau. Đấy, đấy, cũng gần vải tầm dầu. Đấy, rất là đẹp. Còn riêng dòng này nhá, cái bát nó rất là mềm, nhưng cái phân tần của dòng này nó khác các bác nhá. Phân tần dòng này thì nó cũng bốn cuộn cảm, nhưng nó có thêm một chức năng, đó là các bạn nhìn kỹ này, tất cả các cái tu thiết của nó và đồ đạc của nó làm nó này, màu của nó này là màu nó hơi cốm cốm nhá, hơi màu cốm. Đấy, và nó làm con kia thì nó to ngang, còn con này nó trải dọc ra. Đấy, tu vàng các bác nhá, tu vàng. Đấy, đời 2016. Đấy, thì tất cả bát thì như nhau nhưng khác nhau cái tem, còn nó chung chép thì giống như hạt nhau. Tất cả đều có C gì ma vạch mà viết đầy đủ vào cái đi Italia luôn, và có đầy đủ cả thông tin của nhà máy đây các bác nhá. Thì dòng này thì nó là dòng ba quay, nó rất là hay, nên là cũng được anh em đánh giá rất là cao. Đấy, tiếng thì rất là ngọt ngào thôi nhá, bởi vì dòng ba quay nó hỗ trợ tiếng lời rất là hay thôi nhá. Hát karaoke mà gia đình mà tầm khoảng 30 vuông mà chơi luôn này thì tuyệt vời. Kích thước của nó thì là cao của nó là 56 các bác nhá, cao 56 này, cao 56, ngang của nó là ngang 36 các bác nhá, ngang 36,5, ngang 36,5, và sâu của nó là sâu 42, sâu 42, ngang 36,5 và cao là cao 56 các bác nhá. Đấy, thủ quân rất là gọn gàng, rất là đẹp. Đấy, và từ con này là từ 165, khuôn 65 các bác nhá.
từ 165 côn 65. Đấy. Đấy. Từ 165 côn 65 luôn. Từ rất là dị các bác nhá. Đấy. Còn con chung này là từ bao nhiêu nhỉ? Từ con này từ nó từ 12,5 các bác nhá, 125. Và côn con này. Côn này là côn 35 các bác nhá. Côn 35. Đấy, côn zin hết toàn bộ này là hàng sưu tầm. Nên em bao cho anh em, đảm bảo cho anh em 100% zin hết các bác nhá. Bởi vì bên em bán là hàng sưu tầm nên bên em lựa chọn những cái dòng rất là cao cấp. Là 1,2 là hàng toàn bộ zin em bên nào. Đấy, nhận này nhận cao con này. Tiếng rất là mềm luôn nhá. Bởi vì nhận cao, tiếng mềm. Nhận nó nhận cao nó có thiết kế rất là mềm mại. Đấy. Thiết kế rất là mềm mại. Phân toàn đẹp, đời là đời 2016, tem màu tem xanh, là xanh dương, đúng nhá. Dương là phân tần cốm. Tần màu cốm các nhá. Phân tần màu cốm. Đấy. Còn con này là tem 7 màu. Tem có và vạch 7 màu. Đấy, đầy đủ hết cả xây dí màu vạch ở đây này. Và phân tần là phân tần xanh các nhá. Nó có hai đời. Đấy, đời này là đời trước và đời là đời sau. Và giá thành thì như nhau hết thôi các nhá. Bên em đang bán cho các bác giá đôi này là 9,5 triệu một đôi, bao ship cho anh em các nhá. 9,5 triệu đồng một đôi, bao ship cho anh em. Đấy, anh em nào ở gần nhà có thể mua thì đến qua cửa hàng em bớt một chút xăng xe cho anh em. Đấy, bớt chút tiền ship đi, rất là tuyệt vời. Đấy, giá rất là êm ái. Còn bác nào ở xa thì bên em bao ship mà đóng gói cẩn thận cho các bác luôn. Thế con loa này nó có tên là BAT Show. BAT Show tất cả là sử dụng linh kiện của Sika, của Italia hết các bác nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Và tiếng tăm con dòng này thì nó quá đẳng cấp rồi. Thôi nhá, em có thể alo lại cho các bác nghe. Lên 67 2 3 4 5 6 7. Lên 6 1 2 2 6. Tiếng rất là êm, rất là mềm các bác nhá. Và nó tách bạch tất cả các bát chung chép ra rồi. Bát là bát chung ra chung chép ra chép. Nên là tiếng nó rất là êm. Và các bát hát nó giảm thiểu cái độ hú đi rất là nhiều các bác nhá. Bởi vì một con chép to nên nó gây ra hú rất nhiều. Nhưng mà đây là phân chung ra rồi, chép ra rồi nên là nó mỗi con nó làm nhiệm vụ một thứ nên tiếng nó rất là hay các bác nhá. Thế là một dòng những dòng loa chất lượng hiếm như này thì không có số lượng nhiều, chỉ có vài cặp thôi. Thế bác nào có nhu cầu thì hú em câu các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 9,5 triệu đồng một đôi thôi, bát 30, một chung 16 và một chép kèn. Đấy, 9,5 triệu đồng một đôi. Đấy, bao ship cho anh em và cam kết tất cả anh em đền hàng zin toàn bộ đẹp xuất sắc cho anh em, zin đẹp và đền hàng bãi như các bác nhá. Các bác nào kiểm tra đền hàng mới em xin biếu tặng các bác luôn. Đấy, tất cả đền hàng bãi và bao zin toàn phần anh em. Đấy. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em nha.